cùng với các doanh nghiệp lớn, đại siêu thị. Thời gian qua, các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt trên địa bàn Hà Nội. Thông qua các chuỗi cung ứng hàng hóa tiêu dùng, có doanh nghiệp đã đưa hàng hóa, nông sản, thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng thủ đô. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Lương An là nhà phân phối lương thực thực phẩm tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Lúc đầu, công ty Lương An gặp không ít khó khăn khi người tiêu dùng chưa biết đến nhiều sản phẩm hàng đạt chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi hàng hóa sản xuất đạt chất lượng cao lại bị đánh đồng với mặt hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả bấp bênh. Trăn trở giữa người tiêu dùng mong muốn được hàng có chất lượng và nhà sản xuất cung cấp hàng hóa đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm ổn định đầu ra, công ty Lương An kết nối đưa sản phẩm có thương hiệu phục vụ người tiêu dùng thủ đô nói riêng và khu vực từ Đà Nẵng trở ra nói chung. Năm đầu, công ty chỉ bán được khoảng một container 40 feet hàng, thì nay đã tăng 12 lần chỉ sau 3 năm. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, Lương An còn đưa hàng Việt xuất khẩu đi Trung Quốc và một số nước ở châu Âu. Mức độ tăng trưởng thị trường là nó cũng tương đối là lớn, nó có lẽ là cũng phải đến 20%, 30% so với hàng năm, thì đấy là một con số mơ ước cho những người làm kinh doanh. Nó đạt được cái tiêu chí của mình là đưa thực phẩm sạch đến nhiều người tiêu dùng. Có cái niềm tin với cái sản phẩm này của mình rồi thì khi mình truyền bá những cái sản phẩm khác thì họ có một cái độ tin cậy nhất định và họ sẵn sàng chấp nhận những sản phẩm khác cho tôi cung cấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vĩnh Thịnh đã xây dựng các chuỗi cửa hàng chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm an toàn trên toàn khu vực miền Bắc. Với phương châm đáp ứng nguồn thực phẩm an toàn và ổn định nguồn cung trên thị trường, công ty đã kết nối với các đơn vị sản xuất lương thực thực phẩm, các địa phương chuyên sản xuất các đặc sản vùng miền đạt những điều kiện về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ký kết bao tiêu sản phẩm, giúp cho đơn vị sản xuất tăng cường nguồn hàng Việt và luôn ổn định nguồn cung. Chúng tôi thì cũng rất là vinh dự này được các lãnh đạo là được cho mang tất cả những cái sản phẩm đến để kết nối đặc sản vùng miền của các miền thì đến với các tỉnh thành như không cứ gì ở Hà Nội, đặc biệt là ở Hà Nội thì chúng tôi đã được mang đi đến rất nhiều kết nối đến những các kênh siêu thị này đại lý và đến tận tay người tiêu dùng. Các sản phẩm là đảm bảo uy tín chất lượng này. Nguồn gốc truy xuất này là mã vạch này, từ cái đợt mà có những cái truy xuất nguồn gốc đấy thì là chúng tôi sẽ phát triển được nhiều hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến cuối năm 2019, Hà Nội đã xây dựng và duy trì 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi. Đồng thời, xây dựng được trên 40 nhãn hiệu được bảo hộ như gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn Đại Thành, gạo thơm Bối Khê. Hỗ trợ 32 cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản, xây dựng chương trình kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhờ có chuỗi cung ứng hàng hóa, nhiều hợp tác xã trên địa bàn thủ đô đã ổn định, mở rộng diện tích sản xuất và sản lượng cung ứng nguồn hàng, còn người tiêu dùng đã biết nhiều đến thực phẩm an toàn. Trong những năm qua, thành phố đã chứng nhận cho vùng sản xuất rau Ninh Nam từ sản xuất rau an toàn, nay là sản xuất rau Việt Gáp. Cái việc quan tâm của người tiêu dùng đến sản xuất rau an toàn từ những năm 2014 chưa nhiều, thì lúc đầu là Ninh Nam đã cung cấp vào các trường như là Giảng Võ, rồi là Thành Công, là các cái trường như Phương Liệt, Đống Đa, sau đó thì là nhân rộng ra thì vào cả đến nhóm siêu thị và các một số các cái cửa hàng ở tại các cái tòa nhà chung cư, một số các cái cửa hàng ở các chợ trong trung tâm thành phố. Nhà tôi cũng thường xuyên đi cái khu hội chợ này và đặc biệt là những cái gian hàng mà chúng tôi rất là thích, trong đó là có cái bún gạo khô này. Tôi thấy là cái xuất xứ rõ ràng và nhà đã dùng thử nhiều lần và thấy rằng là cái chất lượng rất là ngon và nó rất là tiện, đặc biệt là cái vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả thì cũng phải chăng và tôi thấy rằng là cái này nó rất là phù hợp. Cùng với phát triển các chuỗi trên địa bàn, giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, thành phố Hà Nội đã kết nối với 21 tỉnh thành phố thực hiện chuỗi cung ứng rau củ quả, thịt thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội. Các doanh nghiệp trong chuỗi đã chủ động trong công tác kết nối sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản. Qua đó đã xây dựng và phát triển được 727 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó có 198 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhờ đó, thúc đẩy người tiêu dùng và xây dựng các thương hiệu hàng Việt.